Hôm nay mình có một ít gà nha các bạn ơi. Ít gà nha, hôm nay mình để ông bố mình nha bạn ơi. Hôm nay gà rất là to nha. Gà bự rất là to, rất là bự nha. Rất là to. Nhà cho mình vào mình vô mình làm nó mới lại. Có ông bố mình nha, ông bố mình từ ngoài chợ vào nha bạn ơi. Giờ mình có ít gà mình bằng mình làm cái món sốt cà nha. Làm món sốt cà đỏ với bố mình bạn ơi. Giờ mình có mấy con gà và cả luôn hai con cua gạch luôn các bạn. Gạch lúc này mắc mà ăn ăn cua gạch không bạn. Gạch cái này lúc này giá rất là cao nha. Gà phải chắc các bạn rồi, gà chặt lội luôn, bóp im cứng ngắc. Nặng đây nó chắc hết sức rồi. Này chặt lội các bạn, đó, bóp im, bóp im nó nhảy các bạn, đó, 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 đó các bạn. Ui dạ, nó hùng nó bò luôn bạn, quá. Mặn cua mình mặn gà thì mình đâm vô cái yếm, cho nó chết các bạn. Đây. Em mà em ghê đực nha, quá xanh dần xanh nẻo luôn bạn, rất to, có cặp càng rất là to đó. Giết ghẹ mình giết ghẹ chỗ này các bạn, đâm vào giữa cái yếm nên là nó sẽ chết các bạn đó. Còn một con ghẹ đực xanh, ghẹ xanh luôn nè. Đó 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 đó, rung rung mình luôn bạn, rung mình đó, dậy tê tê luôn bạn, dậy tê tê luôn các bạn ơi. Xong lấy cua luôn, cắt cho các bạn xem lấy cua cắt cái mua kìa. Em mặn con này trước đi. Vì một đống ghẻ có 5 con các bạn, 6 con 5 con này. 5 con này cũng cái ký lô các bạn. Thay vì phần sơ chế các bạn ơi, phần sơ chế mình thắng mở tỏi nha, bỏ vô xào. Xào dính được hơn tại nó đợi ra miệng cái chảo nó hấp đó. Đây chiếc lò khè của mình các bạn, chiếc lò khè bằng điện cái kia chưa quay lò mình tự chế đổ bằng cái bếp ga cũ các bạn ơi, làm từ chiếc bếp ga cũ, làm hai bếp luôn nha các bạn. Chiếc lò khèo, chiếc lò tiết kiệm than nha bạn. Xào sơ qua tiến hành đổ nước cho mình đó, nó khè đang đổ nó khè than cháy nha. Được chiếc quạt gió mình là tới chế chiếc quạt gió nha, gió xài điện các bạn, xài từ những cái cục sạc điện thoại nha. Sạc điện thoại đó bạn, truyền điện mình chế cái motor mình quạt mình thổi nè, thổi hơi gió thôi mà cháy than rồi, giờ nó rất là tiết kiệm than nha. Đây cục me khổng lồ, xả mình cũng bỏ hết cục me luôn rồi. Bỏ hết nguyên cục me này, dục bỏ luôn cái nồi này luôn. Xào chua ngọt nha, dịch một ít me thôi các bạn, nói vậy cho dịch me hết nguyên cục, nó có dục nồi luôn, hết một cục me thì dục cái nồi này luôn chứ không có ăn gì được nữa các bạn. Những con gà quá là chắc thịt, rất là chắc thịt các bạn. Me
gia vị gồm me, và món gì nữa? Hủ sa tế luôn các bạn, một hủ sa tế nha. À, một hủ sa tế. Ai muốn ăn cay thì bỏ nhiều, mình có con trai mình. Này mình quay trong nhà hơi tối nha bạn ơi. Ai ăn cay nhiều thì bỏ sa tế hơi nhiều nha. Còn nhà mình thì có mấy đứa nhỏ nè các bạn. Mình bỏ ít hay bỏ nhiều quá ăn hồi người lớn ăn không nít nó nhìn thèm mà. Có màu, nó có màu đó mà. Màu tươi, tươi gối luôn rồi đó nghe bạn. Một màu tươi gối nè. Cắt lên này, cắt cua gạch bỏ luôn đi. Từ từ cua gạch bỏ như sao đây, cua gạch có mình có luộc rồi. Bây giờ cần bỏ vô cho đẹp luôn, đang có màu đẹp không? Đường, bột ngọt, me các bạn, và sa tế, hủ sa tế, và còn một ít rau củ quả nữa các bạn ơi. Bỏ vô sẽ là một cái món ghẹ xào chua ngọt nha. Ghẹ cùng cua gạch luôn. Cua này mình có luộc sẵn rồi. Cua gạch nha bạn ơi. Wow. Con này em bé quá. Wow, con cua gạch quá to, quá khủng khổ, khủng khiếp luôn mà. Đó. Cua gạch lúc này ký kiểu mấy không ăn gì đâu bạn. Rồi bạn ơi, quá khủng, con cua gạch nha. Để bà xã cắt ra, bà xã mình cắt cho các bạn xem, cua rất là đại gạch nha. Đó, cắt từ những cái cạnh cạnh mu các bạn, cạnh gai trên mu nha. Cắt và sẽ lạc nhìn thấy con cua nó rất là ngon nha. Giờ làm chế biến kiểu này thì nó rất là sạch nha bạn, rất là tiện luôn. Cái kéo kia, cái kéo này nè. Kéo này nhỏ quá. Ồ, gạch ra tới gai luôn các bạn. Gạch tới gai luôn. Gạch tới gai luôn các bạn. Cắt con kia đi. Tới gai luôn các bạn. Nè các bạn. Rú ra gai luôn. Ủa các bạn. Con này là con này nó ra mày gai luôn các bạn ơi. Con này. Nè, rú ra gai luôn. Trời ơi, kia nó ra tới yếm luôn nè. Trời, cái yếm. Ồ, cái yếm mà gạch cả này nè. Yếm mà gạch cả đó luôn bạn. Quá luôn. Quá trong cua gạch luôn bạn. Cua này gạch dữ hơn cua. Không, con này con đó không bằng con này. Con này gạch nó dài tới gai luôn bạn. Ăn hai con cua gạch luôn. Đó, hồi gạch mình sẽ bỏ vô chung luôn các bạn. Bỏ vô chung mình xốp luôn ha. Mình luộc chín sẵn hai cua gạch nha, chứ để mình để tươi thì mình để nó còn sống thì sẽ mình chặt ra từ miếng miếng thì gạch nó sẽ rời ra nha các bạn. Đây mình lột vậy, mình làm gì nó thành luộc chín rồi, gạch nó sẽ còn từng thổi nha. Quá ăn cua quá gạch luôn bạn. Gạch tới dài. Đó, còn bà xã mình bật nắp nha. Đó, nắp lên các bạn, chưa cắt đứt cái chiếc này. Con đó không lấy ra gai bằng này. Ôi rồi thất bại rồi. Tại nãy hết không đứt cái mỏ nữa. Tại em hết xích vô một chút, thất bại rồi các bạn ơi. Cái kéo này hết rồi, mềm quá. Thôi mình đã nguyên miếng vô luôn đi. Thả vô luôn đi. Để ngồi cũng cách bỏ rồi các bạn. Quá luộc quá gạch luôn nè. Rồi em lụm mấy cái ra nè. Mình cũng cắt vậy luôn. Ồ, cuồng quá, quá gạch đầy gạch luôn. Tại cái kéo này nó nhỏ quá, cắt không đứt cái mỏ nữa. Cua bây giờ giá rất là cao, mà ăn mấy cua gạch như này.
các bạn ơi, đó các bạn ơi, quá là cua gặp. Đây mình cắt ra nữa nó dùng. Cắt con cua này ra đây, thấy con cua này còn dữ hơn. Cái mỏ nó chưa đứt các bạn. Chưa đứt cái mỏ đó. Quá. Coi. Một nồi xào chua ngọt, cua ghẹ lẫn lộn. hơi bị thất bại các bạn, nhưng mà con này cũng còn đỡ. Kệ, bỏ đại cho mình ăn nghe. Một cái mù các bạn, một cái mù cua rất là tuyệt vời, quá gạch luôn. Rồi các bạn, một nồi súp chua ngọt mà cua ghẹ lăn lộn, toàn cua gạch không bạn. Gạch bà xã nó gọi ra, quá bát tươi, quá ngon, quá gạch luôn. Chỉ cắt hai thôi, cắt nữa nó dụng gạch nữa. Mình cắt nữa thì dụng gạch nha, cắt làm hai mình nha. Còn bà xã mình cắt làm hai đó nha. Rồi các bạn. Quá tươi luôn bạn ơi. Quá tươi ngon luôn. Một nồi cua luôn, một nồi cua gạch luôn các bạn. Bạn ơi quá. Con này cốm. Cốm mà nó gạch ấy. Con này gạch cốm nha bạn. Con gạch cái này nhất đi. Rồi, quá rồi bạn, con này gạch cốm nè. Con cua cốm nè bạn ơi. Quá thịt ngồi luôn bạn. Bây giờ rau củ quả mình sẽ đưa vào nha bạn ơi. Đưa vào là mình xào chín là sẽ thành phẩm nha. Rau củ quả gồm cà tím nha bạn. Đó, cà tím đưa vào thôi các bạn ơi. Quá trời, một nồi rất là hấp dẫn nha. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Chua chút bỏ sao. Chua chút bỏ sao. Ăn lớn nói nhỏ xíu sao khán giả nghe được. Phải quý vị. Phải mọi người. Giờ mình ăn nhiều cho nói chuyện không được nhiều. Thấy gì ngồi này nó hồi nó ăn hơn phân nửa rồi. Ăn nhiều cho nói chuyện thì không được nhiều. Cười. Đó. Và gia vị gồm me và một ít bột ngọt, ít đường nha bạn, và một ít sa tế. Ai ăn cay nhiều thì bỏ sa tế nhiều các bạn ơi. Nhà mình bị có mấy đứa cháu nhà nữa, mình ăn cay ít nên mình bỏ ít thôi. Và me, sa tế và bột ngọt và một ít đường và món chính và cua và gà tươi sống không nha, cua cũng tươi sống, mình mới luộc chín các bạn ơi, mình mới luộc chín được một chút thôi. Đó. Và một ít củ cải chua và ít ngò gai nha bạn, và củ cà tím các bạn ơi, trái cà phổi á. Rồi về mình đợi chút xíu nữa chín là mình sẽ dùng thôi. Món này mình chỉ đẩy ông bố mình nha. Ông bố mình nay cũng 70 mấy tuổi nha bạn ơi. Ông bố mình 70 mấy tuổi rồi. Là cái món đặc biệt hay đẩy ông bố mình nha.